Dạ, lời nói đầu tiên thì Hằng Lê cũng xin kính chào quý thầy, kính chào các cô chú anh chị, là chúc sức khỏe, là chào thân thương trân trọng nhất. Và cũng để tiếp tới chương trình hôm nay, dạ Hằng Lê cũng xin mến gửi đến quý vị với một bài vọng cổ mừng tuổi mẹ. Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già đi một tuổi, mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần. Rồi một chiều kia tóc trắng mẹ bay như gió, như mây bay qua đời con, như gió như mây bay qua thời gian. Ơi mẹ của tôi, mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rung con phải mồ côi, gió lay mẹ rung con phải mồ côi. Mồ côi tội lắm mai ơi, đôi chân lỡ bước biết người nào lo, đôi chân lỡ đầy nước
sống xôn xao trên biển khơi muôn trùng thương lắm thương vô cùng thì trời mưa bao la đêm đông nói sao cho vừa lòng mẹ nghĩ chắc gì con mẹ già như là trên cánh trái kinh thiếu nhi sẽ đông từng cơn gió đông đưa giúp ta hiếu nhi quyên cầu cầu Phật trời gió giông bình yên để con sống bên mẹ hiền bà trọn lòng hiến dâng từ tâm mẹ già như chuối chân cây gió lại mẹ rụng con mồ côi một mình mẹ là dòng sông bồi đắp phù sa là dòng sữa đã nuôi con khôn lớn là trái ngọt đầy dĩ bộ cho con được gọi hoài hai tiếng mẹ ơi. Dạ, anh đây cũng xin cảm ơn anh Cành Lộc thân thương có một người anh đã gửi tặng. Xin cảm ơn những tràng pháo tay của chị.